Chào các bạn đến với channel vn Motor. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để mình sử dụng cái điện thoại ở bên trái này các bạn. Mình sẽ cài đặt cái ứng dụng cho điện thoại bên phải ha. Thì trong trường hợp này mình có thể là ứng dụng để mình cài đặt ứng dụng từ xa các bạn. Thì ví dụ như cái điện thoại ở bên phải này là cái điện thoại của người thân mình đi. Ví dụ như là cha mẹ hay là ông bà gì của mình đó, những người lớn tuổi các bạn. Thì thường thì họ không có biết cách để cài đặt các ứng dụng ha và đôi khi thì họ ở cái khoảng cách xa chúng ta thì chúng ta sẽ giúp họ cài đặt cái ứng dụng từ xa thì chúng ta sẽ sử dụng cái điện thoại của mình ở đây mình sẽ cài đặt cái ứng dụng có thể là ở một cái khoảng cách địa lý xa vài chục km thậm chí là vài trăm km đó các bạn thì mình có thể là cài được bình thường ha thì bây giờ tôi sẽ thực hiện thử cho các bạn xem ha rồi thì ở đây cái điện thoại ở bên trái này là điện thoại của mình nha, điện thoại ở bên phải này là điện thoại của người thân mình. thì bây giờ mình sẽ vào cái cửa hàng play nè. rồi ở đây mình sẽ tìm thử một cái ứng dụng ha, ví dụ như ở đây tôi sẽ tìm cái ứng dụng là máy tính nha, máy tính bỏ túi các bạn. mình cài thử thôi. đây nè, cái ứng dụng này ứng dụng này đi, cái máy tính ở vị trí thứ hai nè. Rồi, ở đây thì tôi sẽ kéo cái màn hình về vị trí cuối cùng luôn ha. Đến hồi khi mà nó cài đặt lên đây á thì nó sẽ hiển thị cái biểu tượng có ứng dụng máy tính lên trên điện thoại bên phải nè các bạn. Để xích qua đây cho các bạn dễ xem ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cài bên trái nha, cài cái máy tính bên trái nè, mình nhấn vô ứng dụng máy tính nè Rồi, ở chỗ cái cái mục cài đặt này các bạn thấy không? Nó có cái cái dấu tâm giác ở đây. Các bạn nhấn vào cái dấu tâm giác này ha. Rồi. ở đây nè các bạn, ở đây thì nó có hai cái lựa chọn nha, Đó. cái lựa chọn thứ nhất là thiết bị này và lựa chọn thứ hai là trên cái điện thoại là Oppo CBH uh, 1723. thì uh, tại sao mà mình thực hiện được cái vấn đề này thì chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để mình thực hiện ha, cách để mình tạo ra uh, có cái mục lựa chọn như thế này ha, thì ở đây thì các bạn uh, tích vào cái mục này ha, cái Oppo CBH uh, 1723 là cái điện thoại này các bạn điện thoại bên phải nè rồi giờ mình sẽ tích vào đây rồi bây giờ mình sẽ bỏ thiết bị này tại vì mình chỉ cần cài cái bên cái điện thoại này thôi mà điện thoại của mình thì mình không cần cài thì mình sẽ chọn một vị trí thôi ha rồi sau đó thì các bạn nhấn vào cài đặt nha nhấn vào cài đặt nè Đấy. thì các bạn chờ chút xíu thì lúc này các bạn thấy nè ở trên điện thoại ở bên kia đã có cái thông báo nè có thông báo mới hiển thị lên nè các bạn nè thấy không máy tính thông minh đã được cài đặt ở đây nè đó thì các bạn chờ một chút xíu ha thì uh, quá trình cài thì cũng mất khoảng vài giây giống như mình cài đặt trên mấy điện thoại của mình thôi Rồi, đây nó có thông báo nữa các bạn Đây, các bạn thấy không? Lúc mà nó cài đặt xong rồi thì nó bắt đầu nó xuất hiện cái biểu tượng của cái máy tính bỏ túi ở đây. Đây, cái biểu tượng nó nằm ở đây. Bây giờ mình có thể là mở lên mình sử dụng nha các bạn. Như vậy là mình đã cài đặt thành công à, ứng dụng từ xa rồi. À, mình sử dụng cái điện thoại của mình ở vị trí này mà mình hoàn toàn có thể là cài đặt cho những cái điện thoại khác à, ở cách xa. Hai điện thoại này à, các bạn đăng nhập cùng một cái tài khoản nha. À, mình sử dụng chung một cái tài khoản thì à, khi đó thì mình có thể là sử dụng máy này à, để mình cài đặt cái ứng dụng cho máy khác ha. Còn cái việc à, đăng nhập như thế nào á, thì nếu như các bạn à, chưa thực hiện được thì các bạn có thể là kéo xuống dưới phần mô tả của video này, à, trong phần mô tả tôi có đặt cái đường link là hướng dẫn các bạn là cách à, đăng nhập tài khoản Shoutly ha. Các bạn có thể là vào đó xem thêm. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn cách để à, có thể là à, cài đặt cái ứng dụng từ xa. À, chúc các bạn thực hiện thành công nha